Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin cảnh báo mưa dông diện rộng và tin cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay, dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, cho nên từ đêm ngày mai cho đến ngày kia ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Chiều tối ngày kia và ngày tiếp theo ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cho nên trong chiều và tối ngày mai ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ xảy ra tình trạng ngập và úng tại các vùng trũng thấp. Tiếp theo sẽ là phần phân tích chuyên sâu về bão Mawa và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Mawa. Cái tên này do Malaysia đề xuất có nghĩa là hoa hồng. Đây tiềm năng sẽ là một cơn bão rất mạnh và thậm chí sẽ là siêu bão. Diễn biến thời tiết trong những ngày tới sẽ rất là phức tạp. Quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi. Theo các mô hình dự báo bão cho biết, vào lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Mawa ở vào khoảng 7,2 độ vĩ Bắc, 148,1 độ kinh Đông. Lúc này, cơn bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, men theo rìa Tây của áp cao cận nhiệt đới và sẽ vẫn đi theo hướng này trong vòng từ 48 đến 72 giờ tới. Đến khoảng 16 giờ ngày kia, vị trí tâm bão Mawa ở vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 145,1 độ kinh Đông. Sau 72 giờ thì áp cao mạnh lên và lấn về phía Tây, khiến cho cơn bão nằm ở rìa Nam đến Tây Nam của áp cao và sẽ đổi hướng di chuyển về hướng Tây, sau đó là Tây Tây Bắc. Sau đó, bão có khả năng sẽ di chuyển vòng lên phía Bắc khi áp cao dẫn đường cho nó suy yếu và hoàn toàn hoàn lưu về phía Đông. Còn về khả năng hình thành áp thấp ở Biển Đông, nhiều khả năng gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh lên trong những ngày tới. Do tác động hút gió từ siêu bão Mawa, kết hợp với rìa Nam của áp cao sẽ hình thành trên một vùng áp thấp ở trên Biển Đông. Khả năng này cao lên mức 80-90% là mức rất cao. Diễn biến của vùng áp thấp này thì các trung tâm vẫn chưa thể nhận định chung được vì nếu bị áp cao chi phối nó sẽ đi theo hướng Tây, nhưng nếu bị cơn bão Mawa chi phối nó sẽ đi theo hướng Đông. Còn về khả năng mạnh lên, nếu gió mùa Tây Nam mà mạnh và phát triển lên một độ cao mới thì khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao và cập nhật những diễn biến mới nhất của hai cơn bão này đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị, hiện tại ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 39 độ như là ở Mường La của Sơn La là 40,4 độ, Phú Yên Sơn La 39,9 độ, Hồi Xuân Thanh Hóa 40,4 độ và Tương Dương Nghệ An là 39,4 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến khoảng từ 35 đến 60%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, dự báo diễn biến trong từ 24 đến 48 giờ tới. Ngày mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 40 đến 60%. Trong ngày kia, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực này. Ngày mai, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 60%.
Ngày kia, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý là nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí là có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện bề mặt như là bê tông hay là đường nhựa. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, khu vực Tây Bắc từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cảnh báo mưa diện rộng kèm lốc sét, mưa đá ở nhiều khu vực. Không khí lạnh tràn về từ đêm hôm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh yếu từ phương Bắc đang di chuyển xuống phương Nam. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm nay, ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày mai đến ngày kia, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày nay, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp,
cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông xảy ra ngay sau một đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ, có nơi trên 39 độ như Mường La, Sơn La 40,4 độ, Phú Yên, Sơn La 39,9 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 40,4 độ, Tương Dương, Nghệ An 39,4 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng. Ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-60%. Ngày mai nắng nóng kết thúc ở khu vực này. Ngày hôm nay phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-60%. Ngày kia khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo sau đợt nắng nóng đổ lửa dài ngày sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa to kèm dông lốc, mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu. Cũng theo các chuyên gia, sau ít ngày hạ nhiệt, các khu vực trên sẽ bước vào đợt nắng nóng mới. Thưa quý vị, trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ mưa lớn kéo dài, hậu quả làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng, lênh láng nước, người dân di chuyển chật vật qua đoạn ngập, nhiều xe chết máy. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, lúc 12 giờ trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Gò Vấp, quận 5, quận 8, quận 10 và thành phố Thủ Đức. Mưa trắng trời đổ xuống bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân trên đường trở nên bất tiện, đặc biệt là khi đi qua những đoạn ngập cao. Ghi nhận của phóng viên tại quận Gò Vấp, một số tuyến đường bị ngập sâu, người dân bị bõm dắt chiếc xe chết máy qua dòng nước ngập cả bánh xe. Mưa trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến đường thuộc quận Gò Vấp như Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối ngập nặng, khiến xe cộ đi lại khó khăn vào buổi trưa. Một số hình ảnh khác tại quận Bình Tân được phóng viên báo Thanh Niên ghi lại cũng mênh mông nước, người dân chật vật di chuyển, tuy nhiên cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.